Vâng, chào các bác. Hôm nay video ngày 26 tháng 5, em toàn thắng đại diện cho shop hàng Nhật lại lên sóng giới thiệu với các bác đây. Hôm nay nhà em mới về được chiếc tủ lạnh Palasolix 6 cánh các bác nhé. À, Palasolix 6 cánh 5 ngăn. Đây em quay cho các bác bên ngoài. À, con này mặt phay nhôm. Đây em vừa về chưa vệ sinh à, Lalo E khử khuẩn các bạn Ecolavi tiết kiệm điện à, Dòng này thì nó có 455 nít thì các bác nhé 455 nít Ăn 105 w điện Và công suất xả đá 197 w à, Tiêu tiêu chí 15 ăn 270 kW các bác nhé à, Khay thì đầy đủ đủ đồ Dạo này em lại bắt đầu lác đác lên sóng tủ lạnh bán cho các bác Trước thì đều khách hàng ruột nhắn lượng tủ thì nhà em đang hết rồi Hôm nay về đây còn một chiếc 5 cánh đang vệ sinh để bàn giao cho khách hàng à, Chiếc 6 cánh này thì em lên sóng bác Lào ưng thì em cho thợ vệ sinh để chuyển giao công nghệ đến nhà các bác Dòng 6 cánh nano e Eco Lavi tiết kiệm điện ba phím này các bác nhé, rất là nồi đồng cối đá. Tất cả những các bác đã mua những sản phẩm tủ lạnh như em dùng đã biết dòng Balasulic ba phím giữa này thì đời lại mạch lưng đằng sau này thì các bác dùng quá nồi đồng cối đá rồi quá bền bỉ. Chúng ta mua những chiếc tủ lạnh hay những chiếc máy giặt hoặc những cái sản phẩm À, tiêu chí của Nhật thì cứ chất lượng hàng nhìn chắc chắn à, tất cả khung sườn đẹp thì chúng ta lên mua à, sử dụng rất là bền các bác nhé Đấy, à, tiêu chí tất cả sản phẩm em lên sóng đều báo giá công khai các bác nhé Bác nào lấy chiếc tủ này thì em bán cho các bác là 12 triệu 500 vận chuyển lên tận nơi cho các bác Đấy, Tủ bây giờ bán từng con thì rất là dễ, không như ào ạt như trước rồi các bác Đấy, bác nào quan tâm thì uh, nhấc máy alo cho em Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like Nút kênh đăng ký màu đỏ Em cũng quay nhanh Con này mặt phay nhôm Cao 1m8 rộng 685 năm uh, Rất là nhìn trông rất là hình thức Các bác uh, nếu gia đình 4-5 người sử dụng thì cực kỳ ok Đây các bác nhìn này Bọn em chưa vệ sinh Vệ sinh lên thì cực kỳ nó mới các bác nhé Đấy, Ngoài ra thì uh, điều hòa, tủ lạnh, uh, máy giặt À, tủ lạnh thì à, 6 cánh em còn một chiếc đó. điều hòa năm nay thì à, khá là ế ẩm các bác nhé. À, nhà em à, rất là nhiều điều hòa nhưng nắp về viền đen thì cũng hết rồi. còn những điều hòa dòng cơ bản thôi. À, điều hòa palasulic các bác này, nhìn nhà em làm thương hiệu palasulic rất là đẹp và bền bỉ các bạn. À, máy giặt nha các bác nhá, máy giặt đây. điều hòa mới, máy giặt. Đấy, ở nhà em rất là nhiều đồ Bác nào thích mẫu mã nào thì nhấc máy alo cho em à, Con bếp từ này thì hôm trước em đã lên sóng và khách cũng đã chốt này Con Vala Sulic này cũng khách đã chốt này Mai là triển khai lắp đặt cho các bác ấy Lắp đặt bếp từ này rất là mất công Phải thiết kế nếu bác nhà bác nào mà thiết kế ngay từ đầu Thì lắp rất là dễ dàng và đẹp Còn đâu bác nào mà thiết kế sau thì cắt phá rất là vất vả Ngày mai em sẽ đi lắp hai chiếc bếp từ này các bác nhé Với tài chính khoảng hơn 4 triệu đồng Cái bếp từ này thì quả là siêu chất luôn đấy à, Máy rửa bát này các bác này Máy rửa bát này Ghế massage thì em còn uh, chiếc MA73 mới về Sau đây em sẽ xin uh, theo các bác đi qua phần uh, máy lọc nước ion kiềm Máy lọc nước ion kiềm thì uh, nhà em còn những mẫu mới về như chim ti 9000 À, Chim T5HX, à, Chevy 307, à, Hitachi 7 tấm. Đây là những cái mã 7 tấm các bác này, nó có tài chính nó khá đắt tiền. À, những cái mã 7 tấm, à, mã tài chính khá đắt tiền các bạn, à, đều tầm à, Mười mấy đến 20 triệu. À, đây là những mã 5 tấm. À, nhiều bác hỏi tại sao uh, không buôn uh, nhiều các cái chủng loại khác nhau vâng xin thưa các bác là nhà em uh, nếu nói về máy lọc nước ion kiềm thì ngoài thương hiệu Chevy chevi uh, sanoa chimion và Leverlux thì bọn em sẽ không bán thêm một thương hiệu nào khác các bác nhé vì uh, tất cả những cái thương hiệu uh, này nó sẽ uh, được uh, bọn em lựa chọn là chiếm thị yếu đến 60 mấy phần trăm bên à, tại thị trường Nhật Bản nên à, sửa chữa thay thế lõi lọc à, rất chi là phù hợp và à, tính ổn định dùng nó rất là bền bỉ các bác nhé Đấy, băng Lào à, mua level lúc K8 mới này SD501 mới này uh, à, Palasolic HS92 mới này chim yông mới thì à, nhà em à, cũng luôn luôn có sẵn các bác nhé luôn luôn có sẵn hàng à, phục vụ để phục vụ các bác Đấy, với những cái tài chính từ vài triệu đến vài chục triệu thì chúng ta tiền nào của ấy chúng ta sở hữu những cái mẫu phù hợp nhất cho gia đình nhà mình và nhà em thì chỉ bán những dòng 5 tấm đổ lên 5 tấm 7 tấm đổ lên các bác nhé không bán tầm 3 tấm 3 tấm thì nó quá cùi ba tấm thì chất lượng nước nó ra tất cả các chỉ số nó rất là kém nên bọn em sẽ không lựa chọn những phân khúc 3 tấm băng nào dặn đặt hàng thì bọn em sẽ cho về thôi còn đâu đa số bọn em sẽ phân phối dòng 5 tấm và 7 tấm các bác máy lọc nước ion kiềm thì nó rất tốt cho cơ thể của chúng ta à, ngày xưa các cụ thì các cụ công các bà chúng ta ngày xưa thì ít khi bị xương khớp và dạ dày giờ thì thực phẩm và chế độ ăn uống nguồn nước thì nó cũng rất là nhiều cái vấn đề nguy hại mà người Nhật thì đã dùng máy lọc nước đi ông kiềm từ rất là lâu các bác nhé nếu bác nào có điều kiện tài chính thì nên lên thay đổi cho nhà mình nguồn nước những chất lượng nước tốt nhất khỏe nhất cái này nó giúp ích rất hữu ích cho cơ thể của chúng ta nếu mà không hữu ích thì những pháp sư Nhật Bản thì cũng đã không cho ra đại trà và cũng không dùng nhiều như thế các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Shop nhà em có địa chỉ tại Khói Châu Nguyên. Bác nào gần có thể qua trực tiếp shop nhà em tham quan và mua cho gia đình nhà mình những sản phẩm ưng ý nhất. Bác nào xa thì cứ inbox qua Zalo cho em em mang đến tận nơi cái lắp đặt các bác. Các bác mới phải trả tiền các bác nhé nên các bác yên tâm về tất cả các chất lượng dịch vụ những hàng hóa bên nhà em bán ra